Hello, xin chào 500 anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Thì mồi mít nó nhạy quá bác, đánh từ hôm nọ này về, nói chung là các bác xem mấy video vừa rồi của em về cực kỳ luôn. Thì đánh hết mất mồi rồi, mồi ủ em chưa kịp ủ thế à. Thì đánh cá rô phi, mồi nó cực kỳ đơn giản, cực kỳ nhạy mà anh em không cần phải đào run nhá. Cái mùa này trời nắng ấy, thì các bác đi đào run là không thể nào run, em nó khẳng định các bác vậy. Đấy, run là đào không có, một cái câu rất là mệt. Mà câu run nó không được nhiều cá, nó không nhạy, nó không cuốn được ổ các bác nhá. Các bác phải đánh mồi bột ở đấy. Anh em này, đánh bằng cái loại mồi bột này thì nó mới cuốn ổ được cơ. Thì đánh nó mới phê được các bác, chứ các bác đánh run không thì không ăn thua. Đấy. Nói thật các bác đánh run là không ăn thua. Đấy. Thì bây giờ nó mới có tầm 5 giờ sáng, trời nó hơi tối thì em vừa bật tí flash các bác cho chút ánh sáng các bạn. Đấy, sáng sớm mới phối mồi đánh Rofi các bạn. Thì Rofi đây đặc biệt các bác, Rofi đặc biệt là thích tanh, này cái gắm tanh các bác này. Thì đánh cái loại này xứng thôi rồi. Cái loại này các bác cứ thả xuống là cá nó cuốn ổ thật, bác vào giật nia địa luôn. Đấy, cái này loại này là bột ngô bác này, ngô em nấu chín này. Đấy. Đấy là ngô nấu chín từ lồi ra các bác. À, kể ra đây mà nào ngô ủ thì tuyệt vời quá, để mà quay cho bác xem. Cái này mà ngô ủ chua thì đánh thì hay được chấm cỏ chép mẹ chui phê thôi rồi. Mà lại chưa kịp ủ. Thành ra là phải phối mồi đi đánh. Mà phối mồi đánh cái loại này gì nó chưa chua thì mình phối tanh, đặc biệt Rofi rất thi tanh. Đấy, nhiều anh em thì bây giờ về rất là cần được, em nói thật nhiều bác rất là cần được cái cuốc run, không biết bài mồi đánh ấy. Đấy, anh em không biết cái bài mồi đánh Rofi ấy. Cái loại này cắm này cắm cho lợn ăn này các bạn, cắm tanh cho lợn ăn, cắm con cỏ đấy. Cái này mà thả xuống em đảm bảo bác nhá, thả xuống phát là cá nó bầu vào như ruồi luôn, giật nghĩa đấy ạ. Đấy, nhà mồi có hai nguyên liệu đơn giản lắm bạn, có hai nguyên liệu này, xong rồi các bác câu đơn thì thêm tí bột mì gió dẻo. Còn đâu em mà câu nục ấy thì cái ngô này của em ấy nó đã dẻo sẵn rồi, đấy, em chỉ phối cho nó khô cái là em bóp luôn. Đấy, các bác nhìn này, ngô đã chín dẻo rồi nhá, nấu chín rồi đấy, nấu gần như là khô mồi, khô ngô đấy. Cho một chút cắm tanh nhỉ. Đây cái mồi này đặc biệt là cái bài mồi nó tiện cho anh em mà làm công nhân. Đấy, làm công nhân như em mà ví dụ như tầm khoảng 5 giờ chiều bác đi làm về đúng không? Thì lại đi cuốc run thì cuốc đến 6 giờ ra câu muộn rồi. Đấy, các về bác bóp một cái này phối rất nhanh. Ra cái câu nhạy cực kỳ luôn. Đảm bảo các bác nó nhạy hơn D1, D2, D3 tất cả các cái loại bột kia, không ăn thua cái loại cắm tanh đâu bạn. Cắm tanh Rofi nó vào nó cuốn ổ nhanh lắm. Thả nó xuống là cuốn luôn. Em đảm bảo các bác nhá. Bác đi câu cầm một nắm này ném xuống ngay cuốn ổ luôn đó. Rồi giờ em bóc mồi xong rồi các bác lên đường đi đánh mèm nhé, không nó muộn mất muộn trời nắng. Hôm nay phải đi từ 5 giờ sáng các bạn, dậy 5 giờ sáng chuẩn bị đồ nên đến câu khoảng 6 giờ câu vừa tầm, không nó nắng mất đó anh em nhé. Bài mồi đơn giản rồi đấy, khối này ok nè, em đánh đủ em bóc ninh cái này là ok quá anh em. Câu đơn nhé, câu các loại khác thì cho thêm tí bột mì nhá, bột mì rẻ đấy. Rồi lên đường các bác nhé. Hai thanh niên hai thanh niên các bác ạ, là một chùm luôn thanh niên. Ủa anh em, trường cá nó cong đét đấy, lạ màn chứ, bóng hai lưỡi, sợi gì? Dọa, con này đẹp đấy các bạn, người da trắng thế, ấy à? Xuống. Quá là tươi. Thank you.
Ui, cá khủng anh em ạ. Tí rồi mới cần. Ui, tí rồi mới cần. Chết rồi. Đập ngay tay ở kia, đó hồi tay các bác. Ui, ui. Kịch phát. May quá ấy, tay em cầm không phải nó nổi phát ra kia, chết rồi. Này, rối dây ấy rồi. Đóng ngay. Ủa, hai đồ khí bự. Ủa, hai đồ khí bự. Một chùm anh em ơi. Một chùm một cá khủng. Ông này chẹo hết cả lưỡi. Dậy. Này, các bạn thấy đóng kinh không? Kinh khủng sợ. Một em vào rõ. Em này đóng mau rõ tiếp. Đóng rô phi sướng thật. Đố các bác tìm cái bộ môn nào của cá rô phi sướng mà bộ môn lục đây. Chỉ có lục đóng nó mới phê. Phào cho nó mút sâu nhá. Mút chả này xong bắt đầu mình giật. Sướng tay. Chứ bình thường là bác nào ham mồi là xuống là cũng giật luôn đấy. Giật thì nó cũng chết thôi. Nhưng mà em cứ để cho nó mút sâu. Kiểu nó mồi nó càng để ăn lâu thì cá nó vào càng nhiều, hai ba con vào đóng hoa chết toàn. Đấy. Ui giời. Rô phi. I am sorry rô phi. Ai. Ui giấy 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 giấy. Đóng. Này thì có chạy vào mình cuộn anh em ơi. To đó chứ đẹp ấy nhỉ. Vào luôn rõ. To đẹp vào luôn rõ đóng quả sâu quá. Làm yên. Nói chung là em thấy đi câu cá rô phi nó cũng sướng. Bản thân em thích câu đó cá rô phi hơn là cái loại cá chép nhỏ. Cá chép nhỏ câu nó toàn 5-6 nạo thì cũng toàn thả này. Rô phi 5-6 nạo này tuyệt vời luôn. Tuyệt vời không bao giờ. Ây rồi, úi giời, đào quả đẹp thế. Cá rô phi đào quả đẹp thật.
Tù phi to. Trôi cái gì đóng nhà mình đóng dã man đi nhà qua nhìn này đóng phát xuyên bục hai vậy câu đô phi này cứ lúc này chưa để sướng lên anh em mà câu mời bột mà bà câu bằng cần đơn thì đợi bọn này ăn thì hết ngày làm bộ đồ anh em cũng rẻ thôi có mấy trăm nghìn này các bác đi đánh tự nhiên này nó quá là ok rồi. Thì câu ai chẳng muốn được lấy cá đúng không? Nhiều ông cứ ghét cô lục nhưng mà cá thì thích cầm về. Thế thì có ông câu kiểu gì? Ui da, đóng luôn. Ừ. Đóng luôn các bạn đang rê rê nữa. Đấy anh em thấy chưa? Anh cô đúng phí vậy chứ. Đang đi rê cái lưỡi cái móc luôn một. Ốc vào rõ đang đi về cái lưỡi mà con này nó đóng luôn này kéo thì về lại dính cá mùi này cá nó cuốn ổ ngay đọc ngay ui đồ phi bự đồ phi hồng tươi nha mọi người anh em nhé đồ phi hồng tươi to chưa sẵn sàng cầu cá đồ phi đã ui vào con nào mà nó lên nhá không dẫy thì còn đỡ đau thế con nào mà dẫy nhiều hay là đóng mấy phát thôi đặc lưỡi sau cái video như thế này em đoán là rất nhiều anh em sẽ đi mua cần đơn lắp lưỡi lục về câu như em đánh cái này nó mới hay cần đơn thì câu nó cảm giác hơn cần máy đặc biệt solo cái cá to này cần đơn nó phê nhất bởi vì nó có cảm giác run quá thì sợ gãy cần hoặc là đứt dây cái cần máy này đóng vào thì chẳng sợ gì bình cứ nhả cước thì cá cứ mất dây phần tay này nó là cảm giác là ôi giời dã man dã man anh em này con này chắc là đáng là ghi vào kỷ lục của em phải chụp nó kiểu ảnh thôi nháy rất là đẹp và nháy rất là sâu kinh chưa nói là đẳng cấp để các bác đánh lục đánh như thế này để ngoài cá con vào quẳng hết không có thể trượt được con nào phê quá ông phát chết to tại chỗ không dễ phát nào cho mày xấu còn lấy cái vật xuống thì cũng chết nhân răng anh em mà câu cần đơn mà gặp cái giống đấy thì nó phá mồi những cái rỉa vẻ thì cơ mà ngồi cả ngày không chặt nó lên mút luôn chứ còn là nhiều mạng nha cứ cho mút thật sâu
hút thật sâu đấy, còn là bự không, lại nhỏ nhỏ không, không bự lắm, hút thật sâu anh em ạ. Đồ thì cứ cho mút cho đã đời dậy vừa thôi. Đấy, ba chuồng. Câu này nhanh chuyến. Ui đây rồi, đây rồi à, hàng đẹp đấy đó. Wow. Đấy mới là rô phi cụ này anh em, có chưa, ống thẳng phát một. Wow, sướng quá, cứ thích dẫy bọn này, tải không dẫy thì còn sống. Wow, cứ thỉnh thoảng lại dẫy cái phịch phát, đóng cá to đã thật đấy. Cá thò quá là đã luôn, quá là phê luôn. Thằng đét, thằng đét anh đẹp. Nghe gì nào cũng kìa, thằng đét anh đẹp, đóng dã mà. Mất gỡ tổ cá rục như thế này đây, đã đời, đã đời, đã đời. Vào chuồng đây mới là đã đời.
Ông ơi. Ui, rô phi to. Ui, rô phi to. Wow, rô phi to anh em ơi. Con này to quá. Đã mang quá. Rồi, rồi, đóng sâu thế. Cá khỏe thật đấy. Khỏe dậy này. Cá khỏe thật. Cá khỏe thật, cá to dễ chẹo hết cả lưỡi. Wow. Đóng được con đùi to là sướng thế. Sướng cái tay. Đồ phi to nó sướng cái tay. Đây rồi lợm ơi, đây rồi lợm ơi, cá to anh em ơi, đồ khí bự nha. Đấy với chúng tôi. Đấy, nó rõ. Em cho, ui, cái con này dễ rớm này, càng dễ lại càng đóng. Đánh phao thôi nhỉ, giật từ lấy thì nó lát thế này mà em giật từ lấy thì nó chịu bay ra. Bây giờ chào buồn thay, cánh trong kia vẫn còn không thay. Phào bé là giặt tí có mất cánh thôi, để cái tút ở trên này câu cũng ok, có mất thì tí để tút này câu cũng ok quá, mất cánh thì thôi. À, cần phải lắp cánh lắp kia kìa, nhiều nhỉ, thì để mỗi cái cầm cam này trên câu cũng được. Đóng ngay chợ em chúng tôi. Anh em thấy không? Xuống một phát là lên hàng ngay, có đã không? Lại nó sướng, xuống cân là lên hàng. Vào đóng hàng ngay, dậy dậy khô mồm, khô mồm vào. Rồi, thành quả ngày hôm nay các bác nhá, bảy mồi rô phi đánh đồng khô phi nha. Với sắm một cái thùng mà cá à, anh nhớ chưa, đọc câu phi à, mới sắm cái thùng đụng cá về đỡ chết đây. Rồi em về đây, gặp lại các bác trong video tiếp theo nhé, bye bye.